World Cup thì đang diễn ra các trận đấu rất là sôi động và đã có rất là nhiều bất ngờ. Không biết rằng là Đức và Argentina đã đá bay mất cái thứ gì của anh em hay chưa? Và cũng nhân cái dịp này thì mình xin chia sẻ cái giá trị kinh tế của World Cup đã mang lại cho chủ nhà Qatar. World Cup 2022 được coi là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử khi nước chủ nhà đã chi ít nhất 200 tỷ đô để đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Thậm chí theo Bloomberg, ước tính con số này có lên đến 300 tỷ đô. World Cup được kỳ vọng sẽ mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế Qatar. Theo IMF, nhờ World Cup, kinh tế Qatar sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm 2022. Chứng khoán của nước này cũng đã tăng trưởng 50% trong 5 năm qua. Và World Cup cũng làm thay đổi diện mạo quốc gia vùng vịnh này, dịch chuyển từ phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ sang quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch. Thế nhưng, rất nhiều quốc gia đã ảnh hưởng và thua lỗ khi đăng cai các đại hội thể thao lớn, điển hình Hy Lạp đã vỡ nợ sau Olympic 2024, Brazil lỗ 2 tỷ đô với Olympic 2016, kinh tế của Ukraine cũng không khởi sắc sau Euro 2012. Vậy còn với Qatar, anh em nghĩ sao? Hãy comment để lại bình luận nhé!